Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu sử nghệ sĩ Kim Tiến. Kim Tiến sinh năm 1948, bà là phát thanh viên, biên tập viên nổi tiếng của Đài Truyền hình Việt Nam. Bà được nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Kim Tiến sinh ra và lớn lên ở phố Hàng Bông, Hà Nội. Năm 13 tuổi, Kim Tiến theo học trường múa và là người duy nhất trong 5 anh em đi theo con đường nghệ thuật. Xuất thân từ một nghệ sĩ múa nhưng bà có niềm đam mê với phát thanh, truyền hình. Năm 1970, Kim Tiến đã thi tuyển vào phát thanh viên cho Đài Tiếng Nói Việt Nam. Năm 1971, bà đã tiếp tục thi vào Đài Truyền hình Việt Nam nhưng cả hai lần đều không đỗ. Năm 1975, bà về công tác tại đội múa của Đài Truyền hình Việt Nam, sau đó được chuyển sang làm phát thanh viên. Bà là một trong những phát thanh viên đầu tiên của Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam và cũng là một trong những người dẫn chương trình truyền hình đầu tiên kể từ khi VTV lên sóng. Ngoài công việc phát thanh viên và biên tập viên, Kim Tiến còn làm thuyết minh cho phim truyền hình. Bà là người đã thuyết minh cho bộ phim nổi tiếng Tây Du Ký bản năm 1986. Kim Tiến thôi làm phát thanh viên chương trình thời sự từ tháng 5 năm 2001 do công việc của chương trình thời sự trực tiếp có cường độ lớn, không phù hợp với độ tuổi. Bà đã chuyển sang làm việc tại ban chương trình lên hình ở chương trình Hộp thư truyền hình VTV1. Năm 2002, bà nghỉ hưu nhưng vẫn mở lớp dạy phát thanh, biên tập cho các học viên trẻ. Điểm yếu nhất mà tôi nhận thấy ở một số biên tập viên, phát thanh viên và người dẫn chương trình truyền hình hiện nay là vốn sống yếu, thiếu tinh thần cầu tiến và muốn nhanh nổi tiếng. Họ dẫn khô cứng, bắt chước nhau khiến cho hình ảnh trở nên mờ nhạt trong mắt người nghe, người xem. Phát thanh viên cũng giống như nghệ thuật, ngoài tài năng thì phải có học hỏi nghiêm túc, phải tìm ra được cái riêng của bản thân mình, Kim Tiến bày tỏ. Chuyện ít biết về nghệ sĩ Kim Tiến. Trong năm anh em trong gia đình thì Kim Tiến là người duy nhất đi theo con đường nghệ thuật. Lợi thế về thanh và sắc, nhưng khi theo đuổi nghề phát thanh viên truyền hình, Kim Tiến lại vấp phải nhiều trở ngại. Ít ai tin rằng tôi cũng phải quá tam ba bận mới chinh phục được giấc mơ nói. Năm 1970, khi thi tuyển vào phát thanh viên cho Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi trượt. Rồi năm 1971, thi vào Đài Truyền hình Trung ương lại trượt tiếp. Mãi đến năm 1975, sau khi về công tác tại đội múa của Đài Truyền hình Trung ương, thì giấc mơ làm phát thanh viên mới thành hiện thực, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến tâm sự. Ngay từ những buổi đầu lên sóng truyền hình Trung ương, khuôn trăng đầy đặn và giọng đọc truyền cảm, cương nghị của Kim Tiến đã ghi điểm trong mắt khán giả cả nước. Có người đã từng ví von giọng đọc của bà như tách trà sáng của người Hà Nội là ly cà phê hấp dẫn của người Sài Gòn, thiếu thì càng ngày đó chẳng có gì ý nghĩa. Thế nhưng đằng sau sự ngưỡng mộ ấy thì ít ai ngờ cuộc sống của Kim Tiến phía sau những giờ khắc lên hình lại là cuộc sống nhiều nước mắt. Bà đã từng có một cuộc hôn nhân đẹp với người chồng cũng là bạn đồng nghiệp, nhưng bi kịch dần xảy ra khiến cho mối quan hệ đó không thể cứu vãn. Hôn nhân tan vỡ khi mà con gái chưa tròn 18 tháng tuổi. Vượt qua những chông chênh bế tắc, Kim Tiến đã quyết gạt nước mắt để làm chỗ dựa cho con. Từ dạo ấy, suốt 20 năm ròng rã, người đàn bà ấy vẫn âm thầm đi về khuya sớm trên con đường từ nhà đến cơ quan. Thấy Kim Tiến đa đoan chật vật, nhiều người đã đánh tiếng mai mối nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ bông hồng thép ấy. Hỏi biên tập viên Kỳ Cựu về chuyện này, đôi mắt bà thoáng buồn, ngấn nước sau cặp kính. Là phụ nữ nên khó mà sắt thép cho được, nhưng tâm lý đã một lần vướng phải cành cong thì sau đó đều băn khoăn nghĩ ngợi. Lúc ấy tôi chỉ ước ao con khỏe mạnh, mình chân cứng đá mềm để gánh vác công việc, gia đình là mãn nguyện rồi. Huống gì ông bà ta vẫn nói cuộc đời còn duyên số nữa, dư luận xã hội thời ấy cũng khắt khe hơn bây giờ. Mọi sự kìm nén theo thời gian tích tụ thành những tảng băng trong trái tim của người phụ nữ đa đoan ấy. Cũng có lúc mệt mỏi, cảm thấy cô đơn, muốn có một bờ vai để nương nóng, nhưng chợt nghĩ đến quãng đường dài đã vượt qua, bà lại vội vàng quên đi để nghĩ về tương lai. Bây giờ,
nếu đến nhà riêng của nghệ sĩ Kim Tiến ở khu đô thị Mỹ Đình sẽ thấy tổ ấm này đã rộn ràng nhờ lớp học bà nhận dạy cho những người bạn trẻ đam mê với nghề phát thanh viên dẫn chương trình truyền hình. Lúc đầu tôi không có ý định mở lớp gì đâu, nhưng người quen cứ gửi con cháu đến mãi rồi thành cô thành trò. Giờ tôi về hưu rồi, được lên lớp truyền đạt cho các em những kiến thức là thấy ấm áp, hạnh phúc, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến bộc bạch. Theo lời kể của bà, khi một người phụ nữ Hà Nội gốc quyết định chuyển từ căn nhà trên phố Hòa Mã về sống ở vùng ngoại ô, bà đã trăn trở rất nhiều. Nhưng sau những ồn ào thăng trầm của cuộc sống, bà muốn tìm cho mình những khoảng lặng thực sự để sống những ngày tháng giản dị, bình yên. Khi nhắc về hạnh phúc riêng tư, bà đã lặng lẽ lau những giọt nước mắt. Có những kỷ niệm mà mỗi khi nhắc đến thì con người ta vẫn thấy nhói lòng. Ngày xưa khi còn nổi tiếng đã từng xuất hiện những tin đồn ác ý liên tiếp giáng xuống cuộc sống vốn éo le của người đàn bà ấy, và có muốn thanh minh cũng thanh minh không nổi. Bà bảo, mình đành tìm cách cứu rồi bằng ý niệm tâm linh. Thôi thì trời biết là đủ. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến cũng đọc cuốn truyện của Nga và nhớ năm lòng câu viết: con đường duy nhất thoát ra khỏi sự rắc rối là lòng trung thực. Thế là Kim Tiến sống theo điều đó, luôn trung thực dù rất đau lòng và có thể làm con tim mình luôn đau đớn. Qua bao thăng trầm, vất vả, ở tuổi xế chiều, bà đã gặp được người đàn ông thực sự của cuộc đời mình. Đó là một tiến sĩ hóa học, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến thổ lộ. Chính sự hiểu biết thông tuệ cộng với tình cảm chân thành của ông đã khiến cho con tim của bà ấm nóng trở lại. Không những giỏi làm kinh tế mà cách đối nhân xử thế, cách hiểu đời, hiểu người của ông đã nhen nhóm trong bà những sự thay đổi tích cực để bà được sống trọn vẹn với những gì còn dang dở. Với nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến, ngày hôm nay mọi chuyện buồn đã lui vào kỷ niệm. Sau hơn 10 năm về hưu, dù ngoại hình đã thay đổi, nhưng mỗi khi giọng nói huyền thoại ấy được cất lên, đôi mắt đa cảm nhìn sâu vào người đối diện thì người ta vẫn nhận ra là Kim Tiến. Có lẽ đó là niềm hạnh phúc đặc biệt mà không phải biên tập viên nào cũng có được. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.